Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 545. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Mẫn Hiên. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 26 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Các vị đồng học mời xem tán tụng của Dân Âm Bồ Tát, bài thứ nhất. Nhĩ thời Dân Âm Tịnh Nguyệt Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai lực Phổ Quán Nhất Thiết Đạo Tràng Chúng Hải Tứ Thuyết Tụng Ngôn. Đoạn này là nghi thức thuyết kệ, ý nghĩa giống hệt với phần trước. Bồ Tát ở chỗ này tổng cộng có 11 bài kệ tán thán. Nội dung là tán thán hành quả tu học thập địa của Phật thuở xưa, cũng tức là quả báo tu hành thập địa tu nhân được. Mười một bài tụng có thể chia làm hai đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất chính là bài tụng thứ nhất, nó là tổng thuyết, ý nghĩa là nói về quả đức đại dụng của Phật. Do bởi thuở xưa được thành tựu trong nhân địa tu hành. Đoạn lương thứ hai chính là 10 bài kệ sau đó, từ bài thứ hai đến bài thứ 11. Mỗi một bài là tán tụng một địa. Khi đến kinh văn lại báo cáo cho các vị. Bây giờ chúng ta xem bài thứ nhất. Thần thông cảnh giới đẳng hư không, thập phương chúng sanh mì bất biến, như tích tu hành sở thành địa, ma ni quả trung hàm cụ thuyết. Bài kệ này là tổng tán. Địa thượng Bồ Tát ở trong kinh luận chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều cách giảng khác nhau. Đó là nguyên nhân gì? Sự tu chứng Phật Pháp càng đi lên thì cảnh giới càng di tế. Hay nói cách khác,
tri kiến với chúng ta càng đi càng xa. Không những chúng ta cảm thấy khó khăn, mà trong lục đạo tính luôn thiên nhân, cho đến cả thanh văn duyên giá Bồ Tát trong mười pháp giới đều không có cách gì lý giải hoàn toàn rõ ràng. Đại khái những điều có thể được lý giải chỉ là một sự na ná, lại huống gì giáo hạ như Thiên Thai Đại Sư đã phán là tạng thông biệt duyên. Hiền Thủ Đại Sư nói về ngũ giáo tiểu thủy chung đốn duyên. Chúng ta nói đăng địa là đăng địa duyên giáo hay là đăng địa biệt giáo? Hiền Thủ Gia, nó là chung giáo hay là đốn giáo hay là duyên giáo? Sự khác biệt trong đó thì rất nhiều. Minh tâm chiến tánh thật sự của địa thượng Bồ Tát, là phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Chuyển tám thức thành bốn trí. Đó là điều chúng ta thường hay nghe được ở trong Đại Thừa Giáo thông thường, Hoa Nghiêm. Đây là Đại Pháp Viên Đụng. Những điều mà họ giảng chi tiết hơn cả Đại Thừa. Chúng ta phải học tập cho thật tốt. Câu thứ nhất kệ tụng: thần thông cảnh giới đẳng hư không. Nói chung thần thông là nói năng lực của sáu căn. Đến địa thượng Bồ Tát thì khôi phục. Mắt lấy sắc làm cảnh giới, chính những điều mắt thấy là lấy sắc tướng làm đối tượng. Lúc này kiến lượng của họ, họ có thể thấy được lượng này bằng nhau với hư không pháp giới. Hay nói cách khác, tận hư không biến pháp giới, không có gì họ không thấy được. Lượng của tánh nghe cũng khôi phục rồi. Cảnh giới của tánh nghe là âm thanh. Âm thanh của tận hư không biến pháp giới. Hư không pháp giới chúng ta biết, bên trong đó là cõi đất vô lượng vô biên, cõi đất chư Phật. Cõi đất chư Phật đều có mười pháp giới. Giáo khu của mỗi một tôn Phật đều có mười pháp giới. Vô lượng vô biên chúng sanh trong mười pháp giới, thanh âm
mà họ nói chuyện. Chờ đến âm thanh được tình và vô tình phát ra một cách hữu tâm hay vô tâm, gió thổi, cây cối, gió thổi trên thảo nguyên đều có thanh âm. Sóng của biển cả cũng có thanh âm. Địa thượng Bồ Tát không có gì không nghe được, chướng ngại không có rồi, cảnh giới đẳng hư không. Mũi ngửi hương, bất luận là mùi vị như thế nào, ngài đều có thể ngửi thấy tận hư không biến pháp giới. Thì căn, thân căn, ý căn cũng lại như vậy, cảnh giới thần thông bằng hư không. Thập phương chúng sanh mi bất biến, đó là nói Bồ Tát đăng địa. Chúng sanh trong cõi đất chư Phật mười phương vô lượng vô biên, chúng sanh này không chỉ bao gồm con người. Chúng ta thường nói chúng sanh chính pháp giới, nói chúng sanh chính pháp giới vẫn là cục hạn vào chúng sanh hữu tình. Chúng sanh trên thực tế bao gồm vô tình, vì bổn ý của hai chữ chúng sanh là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Đó là quá phức tạp, tuyệt đối không phải là đơn thuần. Thực vật, khoáng vật, cho đến cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú trong hư không chúng ta, ấy là hành tinh, là thế giới. Giữa thế giới với thế giới, chúng ta ngày nay gọi là không gian vũ trụ. Trong không gian vũ trụ có rất nhiều hiện tượng. Gần sát hành tinh, chúng ta biết có rất nhiều tầng mây khác nhau. Những hiện tượng này không điều gì không phải là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Phàm là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi thì đều xưng là chúng sanh. Cho nên hàm nghĩa của chúng sanh lớn là cõi đất chư Phật, nhỏ là di trần. Hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, địa thượng Bồ Tát không có gì không thấy được. Vì sao ngài có thể thấy? Đến kinh văn phần sau đều sẽ nói đến. Như tinh tu hành sở thành địa, thuở xưa nhiều đời nhiều kiếp, ngài tu hành thành tựu địa vị như hôm nay.
Đó là giống như chúng ta hiện nay đi học trong trường vậy. Cầm được học vị rồi, địa là địa vị chân chánh. Ở đây nói về học vị là A-la-hán là học vị. Đức Di Phật cũng là học vị. Bồ-Tát cũng là học vị. Bồ-Tát chia rất nhiều đẳng cấp. Trước địa có Bồ-Tát thập tính, Bồ-Tát thập trụ, Bồ-Tát thập hạnh, Bồ-Tát thập hồi hướng. Đó không phải là địa vị chân chánh ở trong Phật Pháp. Là một loại tương tự với địa vị. Địa vị chân chánh là sơ địa trở lên. Trong kinh xưng Bồ Tát Maha Tát, thêm vào Maha Tát chính là đại biểu địa thượng Bồ Tát. Họ đã đăng địa như Vân Âm Tịnh Nguyệt Bồ Tát Maha Tát mà chúng ta niệm gần nhất. Đó không phải là vị Bồ Tát bình thường, mà là địa vị Maha Tát đạt đến viên mãn, là đẳng giác Bồ Tát. Trong Đại Kinh nói với chúng ta là vô lượng kiếp tu thành, không phải là ba A Tăng kỳ kiếp. Mani quả trung hàm cụ thuyết, Mani quả trung chính là quả vị cứu cánh. Chư Phật Như Lai ở trong quả vị cứu cánh vì chúng ta tuyên thuyết. Cụ thuyết là cụ thể viên mãn, vì chúng ta thuyết minh, vì chúng ta giới thiệu. Đó là tổng thuyết. 10 bài sau đây là giới thiệu từng địa, từng địa. Chúng ta xem bài đầu tiên, sơ địa trước. Thanh tịnh cần tu vô lượng kiếp, nhập ư sơ địa cực quang hỷ, xuất sanh pháp giới quảng đại trí, phổ kiến thập phương vô lượng Phật. Chúng tôi niệm bài kệ này, trong lòng tự nhiên nảy sinh ý hâm mộ một cách vô hạn. Bao giờ chúng ta có thể khế nhập cảnh giới này? Người xưa nói, không đọc Hoa Nghiêm thì không biết sự giàu sang của nhà Phật. Giàu là giàu có trí tuệ, đức tướng viên mãn. Sang là hơn hẳn tất cả chúng sanh,
hữu tình thế xuất thế gian. Chúng sanh hữu tình chín pháp giới không so sánh được nổi. Chín pháp giới này là bao gồm thanh văn, duyên giác, Bồ Tát trong mười pháp giới. Không chỉ như thế, họ còn vượt ra xa hẳn Bồ Tát Tam Hiền Vị trong nhất chân pháp giới. Không thể nghĩ bàn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nêu lên cho chúng ta: sơ địa lược thuyết bốn ý nghĩa. Thứ nhất là gia hành đa kiếp. Thanh tịnh cần tu vô lượng kiếp. Chư luận giai thuyết địa tiền di nhất tăng kỳ dĩ di vô lượng. Một a tăng kỳ kiếp đã là vô lượng. Chúng ta đều không có cách gì tính toán. Canh hữu dị thuyết còn có cách nói khác. Như trong phẩm phụng trì của kinh Nhân Dương Bát Nhã Ba La Mật nói ngũ nhẫn Bồ Tát. Nói đến phục nhẫn Bồ Tát, ba phẩm thượng trung hạ này, hạ phẩm là sơ thiền. Thập trụ Bồ Tát, từ sơ trụ đến thập trụ tu hành trải qua một a tăng kỳ kiếp. Cứ đi lên Bồ Tát Trung Hiền, thập hạnh vị từ sơ hạnh đến thập hạnh phải trải qua hai a tăng kỳ kiếp. Cộng với phần trước là ba a tăng kỳ kiếp. Bồ Tát Thượng Hiền Vị thập hồi hướng, từ sơ hồi hướng đến thập hồi hướng phải tu ba a tăng kỳ kiếp. Sơ địa Bồ Tát tu bốn a tăng kỳ kiếp. Nhị địa Bồ Tát năm a tăng kỳ kiếp. Tam địa Bồ Tát sáu a tăng kỳ kiếp. Thất địa Bồ Tát tu mười a tăng kỳ kiếp. Bát địa Bồ Tát tu một ngàn a tăng kỳ kiếp. Cửu địa tu một vạn a tăng kỳ kiếp.
Thập địa là chục triệu A Tăng kỳ kiếp. Cho nên địa tiền không phải là chỉ thập trụ thập hạnh, cái đó không tính. Địa tiền chỉ cho riêng mỗi một vị thứ ở trước sơ địa thôi, đó chính là thập hồi hướng. Bồ Tát thập hồi hướng tu ba A Tăng kỳ kiếp là cách nói này. Trong rất nhiều kinh điển đều là nói ba A Tăng kỳ kiếp thành Phật. Cách nói này rất nhiều, cũng có đạo lý của nó. Vì thập trụ Bồ Tát, thập hạnh Bồ Tát, tướng của họ không rõ ràng. Đến thập hồi hướng Bồ Tát, tướng này mới tương đối rõ ràng. Cho nên nói ba đại A Tăng kỳ kiếp là chuyên môn nói thập hồi hướng Bồ Tát. Cũng chính là giai đoạn Bồ Tát ở trước sơ địa. Những bậc thánh này khi mới nhập địa, tức là chứng đắc sơ địa, đều cho rằng là rốt ráo thành Phật rồi. Họ không biết có phần trên, cho rằng đăng địa là viên mãn, tự thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những cách nói này Thanh Lương đại sư giảng đều là Phật phương tiện thuyết. Vì sao? Nếu Phật mà nói ra tu hành thành Phật cần thời gian dài đến thế thì dọa người ta đi mất, ai cũng không dám tu, thời gian quá dài. Nói ba A Tăng kỳ kiếp còn được, còn có thể chấp nhận. Cho nên trong kinh Bảo Vân nói thực tại là trải qua A Tăng kỳ kiếp vô lượng vô biên. Đến bộ kinh này trong phẩm Hoa Tạng chúng ta còn có tế thuyết, lại chi tiết hơn mà nói. Chúng ta biết rằng Phật thuyết pháp có phương tiện thuyết, có chân thật thuyết. Ở trong tình trạng này chúng ta mới thật sự liễu giải sự đáng quý trong niệm Phật giảng sanh bất thối thành Phật của Tịnh Độ Tông. Pháp môn này là pháp môn thành tựu viên mãn hiện đời. Nói thực tại, nếu không phải thâm nhập đại thừa thì không biết sự đáng quý của pháp môn này.
không biết sự hy hữu của pháp môn này. Thế là như thế nào? Xem nhẹ nó đi. Được thôi, bạn học những pháp môn khác. Những gì trong kinh Đại Thừa nói đều là lời thật, Phật không hề phủ nhận. Phật không phủ nhận, đó chính là thật. Nếu bạn muốn thành tựu, cần trải qua vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp. Nếu như chúng ta thật sự tin được pháp môn Tịnh Độ, trì danh đới nghiệp giảng sanh, sanh định thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì bạn là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Đó là trong 48 nguyện Di Đà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nhiều lần giới thiệu cho chúng ta. A Duy Việt Trí Bồ Tát là địa vị nào? Thất địa. Thất địa theo cách giảng như trong kinh Nhân Dương, thất địa Bồ Tát phải tu 10 A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đến bát địa. Bát địa Bồ Tát phải tu 1000 A Tăng kỳ kiếp mới có thể chứng đến cửu địa. Các vị suy nghĩ, có thể không niệm Phật sao? Pháp môn niệm Phật một chốc là đến thất địa. Hơn nữa tiến triển về sau vô cùng nhanh chóng. Từ chỗ này chúng ta mới thật sự sáng tỏ, thật sự giác ngộ, vì sao giang thù phổ hiền còn phải phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Nói thực tại, những chân tướng sự thật này không có người nói. Nói lão thật là nói ra cũng không ai tin tưởng. Chúng ta ngày nay học Tịnh Độ đã học không ít năm. Những lời này lần đầu tiên nghe được. Người thiện căn thâm hậu nhất định cảm thấy mừng vui khôn sẵn, đích thực giống như nhập vào sơ địa cực quan hỷ. Chúng ta hiện nay chưa nhập sơ địa, chúng ta hiện tại là biết pháp môn Tịnh Độ, đã tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, còn quan hỷ hơn cả Bồ Tát nhập sơ địa. Đích thực là pháp hỷ sung mãn. Cho nên niệm Phật niệm không nổi, niệm đã chán ngoải rồi, thì pháp hỷ không thể hiện tiền. Nguyên nhân gì? Bạn không biết chút gì về chân tướng sự thật cả. Đây quý không phải là chúng tôi học Tịnh Độ khen Tịnh Độ. Nếu bạn mà dùng nhãn quan ấy để nhìn là bạn sai rồi. Đó là trong tất cả kinh Đại Thừa nói. Chúng tôi từ trong đọc tụng, học tập kinh Đại Thừa, chúng tôi minh bạch. Cổ Đại Đức thường nói, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, không giả một chút nào hết. Nếu bạn mà làm mất đi cơ hội cả đời này thì thật đáng tiếc.
Cả đời này nếu để mất cơ hội, bạn chắc chắn lại đi luân hồi lục đạo tiếp. Luân hồi lục đạo không biết phải làm đến đời nào kiếp nào, bạn mới có thể gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp chưa chắc có thể gặp được Pháp môn tịnh độ. Chẳng trách cư sĩ Bành Tế Thanh cảm thán nói rằng Pháp môn tịnh độ là vô lượng kiếp này hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi, không thể không chăm chỉ tu học. Tổ sư Đại Đức bèn cực lực khuyến khích, răn đe, vẫn cứ ngây đơ như cũ. Bạn nói có cách gì nữa đây? Đích thực như Địa Tạng Bồ Tát đã nói rằng, Diêm Phù Đề chúng sanh can cường nan quá. Địa Tạng Bồ Tát cũng cảm thán, đích thực là như thế. Cho nên đi đến thế gian này, bản thân chúng ta phát hiện tự mình minh bạch giác ngộ rồi, độ mình trước, đó là điều quan trọng hơn gì hết. Làm sao có thể ở trong một đời này chắc chắn giành lấy điều kiện giảng sanh? Đó là nhân duyên hy hữu, là đại sự bậc nhất thế xuất thế gian. Khi chúng tôi chưa giảng đến kinh văn này, cách nói của tôi nếu như vậy thì rất nhiều người không dễ dàng chấp nhận. Giảng đến đoạn này, kinh văn ấn chứng cho chúng tôi điều kiện giảng sanh nhất định phải ghi nhớ cho vững. Tịnh nghiệp tam phước, đó là cơ sở. Ba bậc giảng sanh trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh văn tóm lại có bốn đoạn: ba bậc thượng trung hạ, đoạn cuối cùng Pháp Sư Từ Chu phán định cho chúng ta, gọi là nhất tâm tam bội. Ấy là tu học những pháp môn khác cũng được nhất tâm phát nguyện cầu sanh. Trong bốn đoạn lạc, ba đoạn đầu phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, bồ đề tâm là gì? Trong kinh luận giảng rất nhiều, chúng tôi cũng thường xuyên nghiên cứu thảo luận học tập cùng nhau. Bao nhiêu năm nay tôi nhằm để thuận tiện cho người sơ học nên dùng một phương pháp khác để giảng bồ đề tâm.
Bồ đề tâm có thể có dụng. Phật ở trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, vì chúng ta nói chí thành tâm, chân thành đến cực điểm. Tâm này là thể của Bồ Đề tâm. Thành là gì? Mỗi một người chúng ta đều tự cho mình là tôi rất thành khẩn, tôi đã thành khẩn đến cực điểm. Họ nói lời ấy quả thật, không phải là lừa dối người, là họ hiểu lầm. Họ ngộ giải rồi. Ngộ giải chuyện này ở trong Phật môn rất nhiều, rất nhiều đấy. Quý vị xem Bồ Tát Thập Hồi Hướng vừa mới nhập sơ địa, họ cũng hiểu lầm cho rằng họ đã rốt ráo thành Phật. Huống gì chúng ta? Họ không biết phía trên còn có nhị địa, tam địa, đến thập địa, còn có đẳng giác. Họ không biết. Họ cho rằng chứng đắc sơ địa chính là rốt ráo thành Phật. Trí tuệ và đạo hạnh của chúng ta làm sao có thể sánh với họ chứ? Cho nên ngày nay chúng ta làm hiểu lầm Bồ Đề tâm rồi, cho rằng chúng ta thật có. Đó là chuyện thường xuyên. Nói lão thật là chuyện bình thường. Bồ Đề tâm quả nhiên phát ra. Bạn là địa chỉ gì? Địa vị sư trụ viên giáo. Địa vị hạ phẩm phục nhẫn vị trong Kinh Nhân Dương đã siêu diệt lục đạo, siêu diệt mười pháp giới. Hay nói cách khác, lỗi lầm mà phàm phu lục đạo đã phạm, bạn chắc chắn không có. Những lỗi lầm nào? Bạn kiểm thảo lại bằng lục ba la mật thì rõ ràng minh bạch thôi. Sang tham là lỗi lầm, ác nghiệp, sân khỏe, giải đại, tán loạn, ngu si. Lỗi lầm nhiều rồi, Phật giảng sáu loại này. Lục ba la mật là đối trị sáu loại lỗi lầm này. Vô lượng ba la mật môn là đối trị vô lượng vô biên tập khí phiền não. Bồ đề tâm hệ phát thì những tập khí phiền não thô trọng này hoàn toàn không có nữa. Ta đem tâm thể của Bồ Đề tâm dùng hai chữ mà nói: chân thành. Tâm chân thành chính là bản thể của Bồ Đề tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng của Bồ Đề tâm. Điều này không dễ nói. Ta nói sáu chữ: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Hồi hướng phát nguyện tâm thì tôi nói hai chữ: từ bi. Tâm từ bi, cho nên
chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Năm loại tâm này hợp lại chính là Đại Bồ Đề Tâm. Tâm của chúng ta có phải là tâm này không? Cũng tức là chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm có tương ứng với năm điều này không? Quả nhiên niệm niệm đều tương ứng với năm điều này. Chúng ta đích thực là phát Bồ Đề Tâm rồi. Sau khi phát Bồ Đề Tâm thì nhất hướng chuyên niệm. Vấn đề hiện tại nằm ở đâu? Người nhất hướng chuyên niệm rất nhiều. Quả thật, một ngày có người niệm 10 muôn tiếng Phật hiệu, niệm 3 vạn, 5 vạn, tôi thấy được rất nhiều. Họ có thể giảng sanh không? Rất khó nói. Nếu hỏi họ có cơ sở của tịnh nghiệp tam phước không? Có tương ứng với Bồ Đề Tâm thật sự không? Tịnh nghiệp tam phước 11 câu. Chúng ta phải chăm chỉ làm được. Trong tam phước có phát Bồ Đề Tâm, câu đầu tiên trong điều thứ 3, phát Bồ Đề Tâm thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa khuyến tấn hành giả. Khuyến tấn hành giả là từ bi tâm, chính là hồi hướng phát nguyện tâm. Phật ở trong kinh giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Vấn đề là chúng ta phải đem nó làm trọn thật sự. Phải đem nó làm được thật sự. Niệm Phật như thế thì điều kiện của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta, ba tư lương, tín nguyện hạnh đầy đủ rồi. Chúng ta nắm lấy Tây Phương Tịnh Độ mới thật sự có nắm bắt. Về thời gian tu hành chứng quả mà nói, vượt qua tất cả quả vị Bồ Tát, họ cần vô lượng kiếp mới có thể thành tựu. Pháp môn này thì một đời thành tựu rồi. Thì bạn sẽ hỏi pháp môn này là do người nào đề xướng? Tôi lão thật nói với bạn, do Phổ Hiền Bồ Tát đề xướng. Văn Thù Bồ Tát đồng ý. Phổ Hiền Bồ Tát phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Văn Thù Bồ Tát là tiến theo. Lấy thân làm phép, khuyên nhủ 41 ngồi pháp thân đại sĩ trong hội Hoa Tạng phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Điều này xác thực là cảnh giới bất khả tư nghị.
Chúng tôi nhìn thấy khí tượng này, nhìn thấy sự tình như vậy, có thể không động tâm sau, có thể không giác ngộ sau. Phải chân chánh tu hành. Đem tịnh nghiệp tam phước làm trọn vào trong ba bộ kinh. Ba bộ kinh này phải đọc cho nhiều vào. Đem giáo huấn quan trọng nhất bên trong vội thực hành gấp. Phước thứ nhất trong tam phước thực hành ở kinh thập thiện nghiệp đạo. Phước thứ hai thực hành ở sa di luật nghi. Phước thứ ba thực hành ở kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện. Hay nói cách khác, ba bộ kinh này chính là cơ sở tu hành của tất cả pháp môn đại thừa. Nếu bạn không có ba bộ kinh này, bạn tu học đại thừa bao gồm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bạn không có cơ sở. Có lẽ có người sẽ nói, điều này nói lên thực tại không phải là chuyện dễ dàng. Đúng, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Bạn cho rằng thành Phật dễ dàng thế, đơn giản thế ư? Phật giảng pháp môn này gọi là dị hành đạo, những pháp môn khác gọi là nan hành đạo. So sánh cả hai lại thì bạn biết được lời Phật nói là thật. Quả thật là dị hành đạo, một đời có thể thành tựu. Bạn tu những pháp môn khác vô lượng kiếp. Thanh tịnh cần tu vô lượng kiếp. Chúng ta ở trong một hội này nói lời chân thật, không phải nói lời phương tiện cho bạn. Tam đại A Tăng kỳ kiếp là lời phương tiện. Lời phương tiện không phải là giọng ngữ. Địa tiền thập hồi hướng Bồ Tát tu hành xác thực là ba đại A Tăng kỳ kiếp đăng địa. Chân thật là cách nói như thế. Tôi đọc bài kệ này cảm khái muôn ngàn. Có lẽ có người hỏi, quả thực chúng tôi nhìn thấy có vài ông cụ bà lão, họ niệm Phật, biết trước giờ đến, đứng yên ra đi, ngồi ngay ra đi. Có vẻ họ không có những cơ sở của kinh thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi, kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện. Họ làm sao có thể giảng sanh? Ý là nói họ không biết phát bồ đề tâm. Từ sáng đến tối họ cứ là a di đà phật, a di đà phật, lão thật niệm Phật. Hơn nữa thời gian niệm không dài, 3 năm, 5 năm là họ biết trước giờ đến, không sanh bệnh, đứng giảng sanh hoặc ngồi giảng sanh.
Trong nhiều buổi giảng, tôi thường hay nêu đồ đệ Oa Lậu Tượng của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Và sư Tu Du ở chùa Cực Lạc. Cáp Nhĩ Tân. Hồi đầu đại khái là hơn 30 năm trước, một bà cụ ở làng Tướng Quân Đài Nam, đại khai niệm Phật đều là 3 năm, đứng yên giảng sanh biết trước giờ đến. Đó là chuyện như thế nào? Đó là người lão thật bậc nhất của thế gian. Mặc dù bà không có học, nhưng những điều kiện cần phải đủ sẵn để giảng sanh, bà có đủ hết thảy. Vạn duyên buông xuống chẳng nhiễm mấy trần. Trong lòng, ngoại trừ A-di-đà Phật ra, bà không có một vọng niệm. Hết thảy mọi pháp đầy đủ hết thảy. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng là nhất tất nhất thiết, nhất thiết tất nhất. Cách nói của tôi không phải là tôi ở trong này nói nhăng nói cuội. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Yếu Giải Kinh A-di-đà giảng rằng: thế giới thân tâm buông xuống tất cả, một lòng chỉ duyên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ tưởng A-di-đà Phật. Tâm này chính là Đại Bồ Đề Tâm viên mãn. Bạn suy nghĩ xem, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi có phải là đầy đủ hết thảy không? Quả nhiên đầy đủ. Mời xem kệ tụng Vân Âm Bồ Tát, xem bài thứ 2. Thanh tịnh cần tu vô lượng kiếp, nhập ư sơ địa cực hoan hỷ, xuất sanh pháp giới quảng đại trí, phổ kiến thập phương vô lượng Phật. Bài tụng này chúng ta mặc dù đã nói rất nhiều, nhưng ý nghĩa chưa hết, vẫn phải làm thêm bổ sung. Chúng ta từ chỗ này thật sự thấy rõ, tu hành chứng quả có phương tiện dễ. Cổ đức nói là pháp môn niệm Phật tịnh độ là phương tiện dễ. Quả thật là đường rộng lối dư, một lối tắt tu hành chứng quả. Bên ngoài 8 vạn 4 ngàn pháp môn, để cho chúng ta ở trong một đời, chính là cổ đức thường nói bất lịch tăng kỳ chứng pháp thân, vô lượng a tăng kỳ kiếp, không cần thiết trải qua. Chúng ta ở trong một đời là có thể chứng đắc pháp thân, nhưng những điều kiện cần có sẵn được nói trong kinh luận, chúng ta nhất định phải làm được. Sau đó bạn quả thật có nắm bắt được giảng sanh, bạn mới thật sự được pháp hỷ sung mãn. Bạn mới biết làm tấm gương tốt của người niệm Phật chân chánh.
chỗ rõ ràng nhất của tấm gương tốt này chính là đối đãi bình đẳng, chung sống hòa một với tất cả chúng sanh. Bạn suy nghĩ xem, Bồ Tát của thế giới Tây Phương như vậy, Bồ Tát từ thất địa trở lên, Lục Hòa Kiếm còn nói gì? Không cần nói, làm được viên mãn rồi. Cho nên nếu bạn mà có nắm bắt giảng sanh, bạn xử sự đãi người tiếp vật sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Bạn đối đãi với mọi chúng sanh, thậm chí là oan gia trái chủ, bạn đều hết sức hoan hỷ. Hết sức yêu thương, hết sức quan tâm với họ. Giống như chư Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới vậy. Câu thứ ba, xuất sanh pháp giới quảng đại trí. Thật đấy, quảng đại trí của sơ địa Bồ Tát, chúng ta mặc dù là người niệm Phật nhưng chưa khế nhập cảnh giới này, có tương tự thôi. Xuất sanh quảng đại trí, Thanh Lương Đại Sư nói Bồ Tát sanh Như Lai gia, kiến pháp thật tánh. Kiến pháp thật tánh chính là minh tâm kiến tánh mà trong Thiền Tông nói. Đắc diệu quán sát bình đẳng tánh trí cũ. Lúc này thật sự chuyển thức thứ sáu làm diệu quán sát trí, chuyển thức thứ bảy làm bình đẳng tánh trí, chuyển đích thực rồi. Sơ địa Bồ Tát mới chuyển đích thực rồi. Do đó có thể biết Bồ Tát Tam Hiền Vị mặc dù nói chuyển thức thành trí là tương tự vị, chúng ta dùng lục tức vị của Thiên Thai Đại Sư mà nói thì rất dễ dàng lý giải. Chúng ta ngày nay cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta là ở địa vị nào? Ở quán hành vị. Cũng tức là nói chúng ta rất chăm chỉ nỗ lực ở địa vị học tập này. Quán hành là học tập. Thì có thể hàng phủng tập khí phiền não. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày ta tụng kinh, mỗi ngày lạy Phật, mỗi ngày đoạn ác tu thiện. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh trong pháp giới, bao gồm oan thân trái chủ của ta, ta không vì mình, đó gọi là quán hành vị. Tâm lượng bèn tự nhiên mở mang. Tâm bao thái hư lượng chư sa giới, là địa thượng Bồ Tát. Chúng ta ở trong bài kệ thứ nhất phần trước đọc được thần thông cảnh giới đẳng hư không. Thần thông chính là sáu căn. Cảnh giới của sáu căn giống hệt với hư không pháp giới, chính là tâm bao thái hư lượng chư sa giới. Ngài là đạt được
thật sự. Bồ Tát Tam Hiện Vị là đạt được tương tự. Chúng ta ngày nay chưa đạt được, chưa đạt được thì phải học tập quán hành vị, không thể không học. Phải chăm chỉ nỗ lực để học tập. Giả lại, thành tích tu học của chúng ta phải ngày ngày có tiến bộ, từng năm có tiến bộ, giữ gìn được bất thối chuyển. Làm sao có thể giữ gìn được? Phải đọc tụng Đại Thừa, bạn mới có thể giữ gìn được. Nếu bạn không đọc tụng Đại Thừa thì bạn không giữ nổi, thì bạn sẽ bị chuyển bởi tập khí phiền não. Kinh điển Đại Thừa không cần quá nhiều, chuyên tu mấy loại của tịnh độ. Nếu như không có thời gian, không có năng lực đọc tụng những Đại Thừa này, thì bạn dựa vào thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo thì nương 10 điều. Điều này dễ làm: bất sát sanh, bất vô đạo, bất dâm dục, bất vọng ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ỷ ngữ, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si. Bạn nương theo 10 điều này, mười điều này trong ba bậc giảng sanh có, trong chánh nhân giảng sanh có. Do đó có thể biết một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ rồi. Tịnh nghiệp tam phước đều ở bên trong. Cả đời tôi nương theo một bộ kinh này, mỗi ngày đọc tụng, thọ trì, vì người diễn nói. Tịnh nghiệp tam phước đầy đủ hết thảy. Bồ đề tâm cũng đầy đủ luôn. Niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Lúc này, mặc dù bạn chưa có diệu quán sát trí, nhìn thấy bạn có một chút giống. Vì sao? Vì bạn xem nhạt đi thế duyên rồi. Bạn không phân biệt nữa, không chấp trước nữa. Nhất tâm hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ta vào thời gian này là làm khách, là đi tham quan du lịch. Ta cần gì chăm chỉ? Qua mấy ngày là ta đi rồi, ta đi về thế giới Cực Lạc rồi. Tự nhiên xem nhạc đi. Xem nhạc rồi thì điều gì bạn cũng buông xuống. Người khác hủy bán ta không so đo, buông xuống rồi. Sỉ nhục ta, hãm hại ta, buông xuống hết thảy. Chúc mừng ta, tán thán ta, ta cũng sẽ không sanh lòng hoan hỷ. Đối với thế gian này không có chút lưu luyến. Bất luận gặp được sự tình gì cũng được, không so đo nữa, không chấp trước nữa. Mọi người quý vị nói sao thì được nấy thôi, tôi không có ý kiến gì cả. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt chấp trước nữa.
gì cũng được hết. Mọi người quý vị cảm thấy thế nào thì cứ như thế này. Có một chút chút giống bình đẳng tánh trí, có một chút chút giống diệu quán sát trí. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, do phá phân biệt ngã chấp, bạn phải biết ngã chấp có hai loại, một loại là phân biệt ngã chấp, một loại là câu sanh ngã chấp. Bạn phá một bộ phận là chấp trước ngã trong phân biệt ngã chấp này, bạn buông xuống rồi. Hay nói cách khác, không phân biệt chấp trước, thân này là ngã nữa. Mạt na thứ bảy thường đi theo với bốn đại phiền não trật khớp rồi. Mạt na thức, bốn loại phiền não nào thường đi theo nhau, luôn luôn kết hợp làm một. Đích thực một sát na cũng không gian dở. Thứ nhất là ngã kiến. Kiến tức là kiến giải, chính là phân biệt chấp trước. Bạn phân biệt chấp trước có cái ngã, nói thực tại là một phần của mạt na thức. Bạn đem chấp trước này là ngã, ngã kiến. Nửa bộ đầu Kim Kim Cang phá bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nửa bộ sau phá bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Những người nào phá ngã tướng, Bồ Tát Tam Hiền Vị phá ngã tướng rồi, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Người nào phá ngã kiến, sơ địa trở lên, đăng địa rồi, ngã kiến phá rồi. Cho nên Tam Hiền Vị phá bốn tướng là tương tự vị. Đăng địa rồi, phá bốn tướng bốn kiến là phần chứng vị. Cảnh giới khác nhau. Ngã kiến phá rồi, buông xuống rồi. Ngã ái cũng buông xuống luôn. Tất cả pháp hệ xuất thế gian không có ngã ái nữa. Ngã si buông xuống rồi, không có ngã si nữa. Ngã si buông xuống rồi thì trí tuệ hiện tiền. Trí tuệ bát nhã trong tự tánh thấu lộ ra bên ngoài. Ngã mạn không có rồi. Đó là bốn đại phiền não: ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn. Người niệm Phật chúng ta ở hiện tiền, mặc dù chưa có công phu này, phải biết phá ngã chấp thế nào. Bạn chỉ cần đem bốn đại phiền não này buông xuống, có thể nói bạn là phá ngã chấp trong quán hành vị. Bạn đang làm. Ngã kiến không có,
bạn đối với tất cả chúng sanh, bạn có thể sanh bình đẳng tâm. Chúng ta thường nói là đối đại bình đẳng, chung sống hòa mục. Vì sao chúng ta không làm được? Cho nên tôi thường giảng, công phu tu hành nhìn từ đâu? Nhìn xử sự đãi người tiếp vật của bạn. Người như thế nào, bạn đều có thể xử với họ tốt lắm. Bạn tu hành kể ra công phu đắc lực. Công phu đắc lực là quán hành dị. Người này không thể chung sống, người kia xử không tốt với họ, bạn hoàn toàn là phàm phu, một chút công phu cũng không có. Tại sao? Vì một phần một mảy bạn đều không chịu buông xuống. Điều này nảy sinh chướng ngại nghiêm trọng đối với việc giảng sanh. Trong lòng muốn giảng sanh, trên thực tế bạn đi không nổi. Cho nên tôi thường xuyên dạy người, vì sao nhấn mạnh lục hòa kính đến thế? Lục hòa kính là công phu của bạn vừa mới đắc lực. Những điều bạn đã biểu hiện chắc chắn là cảnh giới của lục hòa kính. Kiến hòa đồng giải, họ giải khác với ta, ta giải giống với họ. Hay nói cách khác, ta không phan duyên nữa, không chấp trước nữa, ta có thể tùy duyên. Vậy có gì không chung sống được? Chung sống rất tốt. Ta không chấp trước thành kiến của ta nữa, cách nghĩ của ta, cách nhìn của ta, tôi cảm thấy như thế không có nữa. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tóm lại được một chút ngoài rìa rồi. Mọi người quý vị nói gì cũng được. Chỉ cần không xảy ra khuyết điểm lớn, chỉ cần không xảy ra lầm lẫn lớn thì được rồi. Thực tại có hậu quả nghiêm trọng bất thiện, tôi sẽ nhắc nhở cho bạn một hồi. Nếu không phải là hậu quả bất thiện nghiêm trọng thì không cần nói gì cả. Như chuyện giảng sanh là lớn, những chướng ngại nào nghiêm trọng ta không thể không nói năng. Nếu ta không nói là ta có lỗi với quý vị. Sau khi nói ra, quý vị có lý giải không, quý vị có thể chấp nhận hay không, ấy là chuyện của quý vị. Bổn phận của tôi làm được rồi. Quý vị năng tĩnh, năng giải, năng hành, chúc mừng quý vị, chúng ta đồng nguyện giảng sanh Tây Phương. Nếu quý vị mà không tín, không giải, không thể y giáo phụng hành, từ từ, đây cho dù nhân của Tây Phương đã gieo xuống, đời sau kiếp nữa tóm lại sẽ đi. Cuối cùng chúng ta vẫn được tụ họp chung một nơi. Chẳng qua về thời gian giảng sanh Tây Phương có trước sau khác biệt không giống nhau. Các vị thật sự liễu giải đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, tất cả chúng sanh bình đẳng. Ngã ái buông xuống rồi, điều này rất quan trọng. Đó là phiền não tham. Ngã si buông xuống rồi, tâm địa sáng bừng,
thường sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Ngã mạn buông xuống rồi, mạn là một phần của sân khỏe. Tham sân si, mặc dù tập khí câu sanh có, nhưng ý niệm phân biệt buông xuống rồi. Phân biệt buông xuống chính là phục phiền não mà chúng ta thường nói. Phiền não mặc dù chưa đoạn, nhưng quả thật khống chế lại, không khởi hiện hành. Như vậy niệm Phật giảng sanh chắc chắn không có chướng ngại. Nhất định phải rèn luyện ở trong đời sống thường ngày, đặc biệt là ở trong hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta đối mặt với thiện duyên, thuận cảnh, tuyệt đối không khởi lòng tham luyến. Sống ở thế gian này giống như ở quán trọ vậy, ngày mai là ta rời khỏi rồi, trong đó có gì phải lưu luyến chứ? Á duyên, nghịch cảnh cũng là như vậy, không có một mảy may lòng sân khỏe. Trong này không tốt, ta vẫn là xử rất tốt với mọi người, ngày mai ta sẽ rời khỏi rồi mà. Cần gì kết á duyên với người chứ? Đối đãi bình đẳng, chung sống hòa một với tất cả chúng sanh, chẳng phân quốc gia, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo. Cho đến đối với mọi loài động vật, mọi loài thực vật, núi sông đất đai, chúng ta chỉ có một lòng cảm ơn chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ta vào nơi này để du lịch, mặc dù ngày tháng chẳng dài, họ chiếu cố cho ta, cúng dường cho ta, ta có thể cảm kích hay không? Vĩnh viễn sinh sống trong thế giới cảm ơn, tứ đại phiền não thường tương tùy, không thể không buông nó xuống. Chuyện này là điều chúng ta có thể làm được. Chuyện thức thứ sáu, làm dịu quán sát trí. Vì bạn vẫn chưa thể buông xuống trong A Lại Gia Thức, hàm chứa chủng tử tập khí của vô lượng kiếp, lúc này còn chưa thể chuyển qua được. Bắt đầu cũng là từ quán hành đến tương tự đến phần chứng. A Lại Gia chưa chuyển thành đại viên kính trí, năm thức đầu thì không thể nào chuyển thành thành sở tác trí. Đạo lý, chân tướng sự thật này không thể không biết. Phật ở trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, đến quả địa Như Lai, chuyển thức thứ 8 thành 4 trí mới được cứu cánh viên mãn. Cho nên xuất sanh pháp giới quảng đại trí, lúc này Sơ Địa Bồ Tát các ngài đã chuyển ở trong nhân địa rồi.
đem thức thứ sáu, thứ bảy chuyển thành trí. Hai loại trí tuệ này chuyển được, Ngài bèn phổ kiến thập phương vô lượng Phật. Phần trước tổng thuyết thần thông cảnh giới đẳng hư không, thập phương chúng sanh mi bất kiến. Vì sao Ngài có thể thấy chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển trong sáu bảy nhân Ngài đã chuyển, chuyển trong năm tám quả Ngài vẫn chưa hoàn toàn chuyển được. Về nhân hiện tại đã chuyển được, thì quả từ từ sẽ tự nhiên chuyển theo luôn. Cho nên Ngài không phải là chuyển qua hết cùng lúc. Sau khi nhân chuyển được, quả mới thành thục từ từ. Đạo lý này chúng ta phải nghĩ cho thông, không phải rất khó hiểu. Phổ kiến thập phương vô lượng Phật tương ứng với bài kệ thứ nhất, thần thông cảnh giới đẳng hư không tương ứng với thập phương chúng sanh mi bất kiến. Bạn thấy quả đức này thù thắng biết bao. Xác thực là điều chúng ta mong cầu. Song các vị đồng tu phải biết, Bồ Tát giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, các ngài quả thật là phiền não chưa đoạn, tám thức chưa chuyển, nhưng trí tuệ, thần thông và đạo lực của họ sánh ngang với địa thượng Bồ Tát. Đó là nguyên nhân gì? Pháp bất tư nghị. Đích thực là pháp khó tin. Bồ Tát tu hành vô lượng kiếp đến mức độ này, bạn làm sao nói tiện nghi đến vậy? Bạn làm sao một đời là thành tựu được? Cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư trong bài kệ nói: nang tín, nang tín, chân nang tín. Nó là lời thật, không phải nói con người chúng ta khó tin, là Bồ Tát khó tin, thanh văn và duyên giác khó tin. Làm sao có thể có pháp môn này chứ? Pháp môn này duy Phật giữ Phật, phương năng cứu cánh, đẳng giác Bồ Tát đều không rõ ràng. Đó đều là sự thật. Một đời này chúng ta có thể gặp được, có thể liễu giải. Nếu không phát tâm, học tập chăm chỉ, đó chính là câu Lý Lão Sư nói, phi ngu tức cuồng. Nếu họ không phải là kẻ ngu si, thì đấy là kẻ sĩ cuồng vọng. Họ không tu pháp môn này, hay nói cách khác, người bình thường, họ nhất định tiếp thu, nhất định chăm chỉ, nỗ lực tu học. Họ ở trong một đời này sẽ thành tựu. Bây giờ mời xem nhị địa.
nhất thiết pháp trung ly cấu địa, đẳng chúng sanh số trì tịnh giới, dĩ ư đa kiếp quản tu hạnh, cúng dường vô biên chư Phật hải. Thập địa Bồ Tát giống với phần trước, những điều các ngài đã tu học nói với các vị vẫn là thập ba la mật. Sơ địa tu bố thí, nhị địa tu trì giới, mỗi một bài kệ đều có bốn ý nghĩa. Một câu là một ý nghĩa. Câu thứ nhất, cử pháp tiêu danh. Pháp môn này mà ngài đã tu học nói ra rồi, nhất thiết pháp trung ly cấu địa, đó là nhị địa Bồ Tát. Cấu là đại từ chỉ phiền não. Nhị địa Bồ Tát tu trì giới ba la mật. Đặng chúng sanh số trì tịnh giới. Tịnh giới này không phải là ngũ giới, là thập giới. Chúng ta ngày nay nhìn thấy ngũ giới, thập giới đều cảm thấy quá nhiều, đều cảm giác chịu không nổi. Hai trăm năm mươi điều giới tỳ kheo, đều cảm thấy rất khó khăn. Đến nhị địa Bồ Tát, những giới được họ giữ. Giới này chính là quy củ mà chúng ta nói chung, giữ quy củ. Phật gia thường giảng ba ngàn oai nghi, tám muôn tế hạnh. Ấy là điều được bậc phàm phu tu. Đây là thánh nhân, là Bồ Tát Ma Ha Tát. Hay nói cách khác, tất cả cõi đất tận hư không, biến pháp giới, hết thảy mọi chúng sanh trong cõi đất, Bồ Tát chung sống với họ, chắc chắn không phạm lỗi lầm. Tâm địa diễn diễn giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta tu hành nói là công phu khá lắm, trong lòng họ vẫn có vọng niệm. Vọng niệm này vi tế hơn người bình thường thôi, nhưng vọng niệm ấy hết sức thô, hết sức nghiêm trọng so với Bồ Tát. Chúng ta càng phải đi lên chứ không thể lùi xuống. So với cái thấp hơn mình có vẻ cảm giác rất thỏa mãn, rất giỏi lắm, nhưng nhìn phía cao hơn mình thua rất xa. Mới có thể nâng lòng cảnh giác lên. Mới có thể phấn phá hướng thượng, tự biết mình không đủ. Chúng ta có cần học tập khi tu Tịnh Độ Tông không? Cần. Vì sao?
tăng cao phẩm vị. Đó là đối với mình mà nói, đó là tự lợi. Lợi tha càng quan trọng hơn. Chúng ta biểu hiện những loại hình tượng thủ pháp, đó là chúng ta cúng dường vô biên chư Phật hải. Chúng ta có thể không làm sao? Chúng ta đem gì để cúng dường chư Phật Như Lai? Đem gì để cúng dường A Di Đà Phật? Đem gì để cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Đem gì để cúng dường tất cả chúng sanh chính pháp giới? Không có gì khác, chỉ có giữ quy củ thủ pháp là một hình tượng tốt. Hình tượng này chính là đại biểu của Phật giáo, chính là đại biểu của một học trò được Phật chỉ dạy. Do vậy chúng ta có giống không? Giống ấy là học trò giỏi, đệ tử ngoan của Phật. Không giống là tội nhân của Phật môn. Tiêu chuẩn thấp nhất là gì? Là tam phước lục hòa. Nếu không có tiêu chuẩn này thì chánh pháp không thể trụ thế. Cách làm của chúng ta vì sao phải như thế? Không có gì khác, là vì Phật pháp, vì chúng sanh. Chúng ta giúp đỡ chánh pháp cửu trụ thế gian. Vì vậy nếu chúng ta không chăm chỉ tu tam phước lục hòa thì chúng ta đang hy vọng chánh pháp này đừng trụ ở thế gian. Chúng ta đang phá hoại chánh pháp, đang hủy diệt chánh pháp. Các vị suy nghĩ, phá hoại hủy diệt chánh pháp, bạn làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Lão cư sĩ Hạ Liên Cư không biết đã nói bao nhiêu lần, chuyện này phải làm thật, không phải là qua loa, không phải là giả bộ. Nếu bạn không phải làm thật thì bạn sai rồi. Qua loa tắc trách, làm giả chứ không phải làm thật. Người bình thường chúng ta thường nói là ngoài thì dân, trong thì trái. Quả báo nằm ở đâu? Chúng ta có thể nói là rõ ràng, minh bạch. Quả báo trong tam đồ, địa ngục trong tam đồ, chứ không phải ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao? Vì bạn có lỗi với Phật giáo, có lỗi với chư Phật Như Lai, có lỗi với tất cả chúng sanh. Vấn đề nằm ở đây. Học hội Tịnh Tông thành lập, chúng tôi đã đặt 5 khoa học tu hành. Giảng đường sáng tỏ, hy vọng đồng tu trong Tịnh Tông khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải tương ứng với nó. Chúng ta làm đệ tử tốt của Phật. Tốt ấy nói thực tại không phải là tốt 10 phần, có thể làm được
ba phần, bốn phần là giỏi rồi. Chỉ ít chúng ta không phải là đang diệt Phật Pháp, không phải là đang hủy bỏ Phật Pháp. Người thế gian không nhìn thấy chúng ta, nhưng thần linh của chính Pháp giới họ nhìn thấy. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ biết. Bạn nhìn xem địa thượng Bồ Tát chỉ cần đăng địa rồi, năng lượng sáu căn của họ bèn tận hư không biến pháp giới. Chúng ta nhất cử nhất động họ nhìn thấy rõ ràng. Chúng ta khởi tâm động niệm họ biết. Thần thông của họ là tha tâm thông. Biết khắp sự khởi tâm động niệm của tất cả chúng sanh trong chính pháp giới. Cho nên chúng ta có thể che giấu ai? Phải nói giấu người ấy thật là dối mình dối người. Chúng ta làm không tốt, nguyên nhân gì? Ngu si, kinh không xem hiểu, không nghe hiểu, ấy là thật, không giả một chút nào hết. Vì sao làm không được? Điều nên làm thì trình độ chúng ta rất thấp, có ba phần bốn phần. Nói thực tại một phần cũng không làm được. Mấy người có thể làm được một phần? Nói lão thật, làm được một phần không thể giảng sanh. Muốn giảng sanh ít nhất phải làm được hai phần. Hay nói cách khác, 80% ta làm không được, ta có thể làm được 20%. Là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh. Trong Quán Kinh Phật giảng rất rõ ràng, hạ hạ phẩm giảng sanh là người nào? Đều là người tạo tác ngũ nghịch thập ác. Chúng ta có phải là tạo tác ngũ nghịch thập ác không? Phải. Tôi không giết cha mẹ, tôi không giết A-la-hán, tôi cũng không làm thân Phật chảy máu. Đúng vậy. Những tội danh này có vẻ bạn đều không có, nhưng bạn phá hoại hình tượng Phật giáo, bạn có biết không? Chuyện này nghiêm trọng lắm. Phá hoại hình tượng Phật giáo bằng giới phá hòa hợp tăng. Phạm một điều trong ngũ nghịch là tội a tỳ địa ngục. Cho nên hình tượng của ta không tốt. Ra ngoài để người ta nghĩ luận, để người ta phê bình, thì ta có lỗi với Phật, có lỗi với chúng sanh chính pháp giới. Bất luận ở chỗ nào, chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là muốn nắm đặc quyền. Không giữ quy củ,
không giữ quy củ, vậy mới là chuyện đáng được. Vinh quang, cho rằng đó là vinh quang, không biết rằng tâm thái hành vi này là tạo nghiệp nhân của A Tỳ địa ngục. Người có quy củ thì trong lòng bạn nghĩ đó là người ngu, không thèm đếm xỉa tới họ. Đúng vậy, người này không thèm đếm xỉa, thường là người này giảng sanh rồi. Các vị suy nghĩ xem, đồ đệ Hoa Lậu Tượng của lão Hòa Thượng Đế Nhàn ai đếm xỉa đến ông? Sư Tu Du ai đếm xỉa đến ông? Làm thật. Bạn không thèm đếm xỉa họ, họ đếm xỉa tới bạn. Bạn không tôn trọng họ, họ tôn trọng bạn. Bạn giàu tam đồ, còn họ định thế giới cực lạc. Chúng ta nói lão thật, si trong học Phật rất khó đoạn. Si của chúng ta là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Nói sao cũng không khai ngộ, cũng không quay đầu. Chúng tôi ở bên cạnh nhìn thấy rất khó chịu, nhưng không biết phải làm sao. Những năm gần đây tôi giảng kinh, giảng rất tường tận, hoàn toàn thực hành vào trong đời sống. Người giác ngộ có nhưng thiểu số, quá ít đi. Người không thể lý giải thì chiếm đa số. Không biết quay đầu, không hiểu được quy củ, đó là sự thật. Phật tại Kim Vô Lượng Thọ đối với người phát tâm hoằng pháp như chúng ta có mấy câu an ủi: miệng đắng lòng thương dạy dỗ. Người khác không đồng tình, không cảm kích bạn, họ cũng không hiểu, họ cũng sẽ không làm theo. Phật nói những người này tiên nhân bất thiện, vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Chúng ta nghe mấy câu này của Phật thì tâm bình lại, biết những chúng sanh đáng thương này họ là đáng thương thật, ngu si thật. Người trước họ không dạy họ, cho nên họ có nhiều lỗi lầm, đừng trách họ. Họ quả thật là sẽ đọa lạc, không có cách gì đâu. Chư Phật Bồ Tát đều cứu họ không nổi, chúng ta còn có biện pháp gì? Chúng ta có thể hết sức tận tâm tận lực làm, có thể nói đều đã làm rồi, không thẹn với lòng. Chúng ta không có lỗi với những người ấy. Điều càng quan trọng hơn là chính mình. Mình nhất định phải đọc tụng Đại Thừa.
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là Đại Thừa trong Đại Thừa, được các tổ sư Đại Đức xưa nay công nhận, đó là Nhất Thừa Giáo. Đại Pháp Nhất Thừa, cổ Đại Đức chỉ nói ba loại thôi: Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Phạm Vọng. Hơn hẳn Đại Thừa thông thường. Đức Thế Tôn ở trong Kinh Pháp Hoa giảng: Duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, hội quyền quy thật. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Phạm Vọng là Đại Pháp Nhất Thừa, có năng lực, có thời gian, có duyên phận này, thâm nhập điều này hay. Vì sao? Đối với cảnh giới của mình chắc chắn nâng lên. Đối với việc đoạn phiền não sanh trí tuệ của mình khẳng định tăng trưởng. Song các vị nhất định phải biết, tịnh nghiệp tam phước là cơ sở. Thập thiện nghiệp đạo là đại căn đại bản, nhất là khai thị cực quan trọng của Đức Thế Tôn. Bồ Tát hữu nhất pháp, năng ly nhất thiết thế gian khổ. Nhất thiết thế gian là chính pháp giới. Pháp này chính là trú dạ thường niệm, tư duy quán sát thiện pháp, bất dung hào phần, bất hiện giáp tạp. Có thể lìa khổ của chính pháp giới, lại thêm vào trì danh niệm Phật cầu sanh tịnh độ, một đời này thành tựu viên mãn. Thập thiện nghiệp đạo không thể không hiểu, không thể không hành. Trong bài kệ này, không thể không trì giới. Trì giới niệm Phật, dĩ ư đa kiếp quảng tu hành. Phần trước chúng ta đọc qua, các vị Bồ Tát này tu hành, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Trì giới chắc chắn đầy đủ, chính là bao hàm chín ba la mật khác. Trì giới thì viên mãn. Đích thực là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tất nhất. Lấy điều này để cúng dường vô biên chư Phật hải. Không chỉ 400 ức Phật, chúng ta nhìn thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Dương Tử A Xà trong đời quá khứ cúng dường 400 ức Phật, người ta ở đây cúng dường vô biên chư Phật hải. Chúng ta phải nỗ lực, phải tinh tấn, chắc chắn không thể nào được ít cho là đủ, thế là sai rồi. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.